Audio Jungle. Xin chào bà con, thì vấn đề lâu nay á thì một số bà con cũng có hỏi mình á là có nên khoanh vỏ này, siết gốc này, hay là bóc vỏ bơ, hay là siết thân, hay là băm rễ cây bơ bút để tạo cho cây bơ bút chúng ta nó có hoa hay không. Thì thực chất hôm nay á mình quay cái clip này á và cũng nói để chia sẻ cho bà con, thì có rất nhiều thắc mắc là cái cách này có nên làm hay không và làm có hiệu quả hay không á. Thì thứ nhất là mình nói về cái mặt tác hại trước của cái việc khoanh vỏ, bóc vỏ, siết thân và băm rễ của cây bơ. Thì hầu như tất cả bà con á đều nghĩ cây bơ nó sẽ giống cây vải, giống như cây bưởi và một số cây trồng khác. Thì về cái việc này á thì một số nông dân á, thì đây mình nói chia sẻ thôi, thì để bà con thông cảm và hiểu cho mình là cái việc của mình clip chính này là việc chia sẻ. Thì theo đó mình đưa ra những phương án bà con nên hay không nên làm, những phương án như mình nói ở trên clip là 1, 2, 3 đó, và thêm biện pháp thứ tư nữa là biện pháp là băm gốc. Thì đối với cái biện pháp mà khoanh vỏ nè, siết thân nè, bóc vỏ nè, thật chất ra cái mục đích chính của bà con á là cái biện pháp này là nhằm để tạo stress cho cây trồng bằng cách là khoanh vỏ nè, thế này siết vỏ nè. Thật chất cái biện pháp này á là bà con làm đứt cái mạch vận chuyển dinh dưỡng li be của cây, qua đó nó hạn chế được cái dinh dưỡng cung cấp lên trên, thì lúc đó sẽ giảm được cái hiện tượng phát lọc đông nè. Nhưng mà ngược lại bà con sẽ thấy hiệu quả rất là nhanh. Sau khi bà con khoanh á, thì hay là siết hay là bóc á, chúng ta sẽ thấy những cái đọt của chúng ta, lá chúng ta sẽ già rất là nhanh nè. Cái thứ hai nữa là có nụ rất là nhanh. Cái đó là cái biện pháp bà con thấy trước mắt, cái đó mình thấy vẫn là đúng. Đó, cái biện pháp đó là bà con khoanh thì đúng, sẽ thấy hiện tượng là có nụ rất là nhanh. Nhưng mà tuy nhiên á, bà con nên cẩn thận với cái biện pháp này, không nên lạm dụng. Bởi cái biện pháp khoanh vỏ này á, thường bị động ở cái giai đoạn sau này. Nếu vít khoanh chúng ta không liền kịp á thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái và nuôi quả non sau này. Hơn nữa cái biện pháp khoanh này nó sẽ làm tổn thương của cái mạch dẫn của cái cây. Cây sẽ kém phát triển và bền, kém bền và thường bị nhiễm nấm bệnh khi nổ và xì mũ thân khi mà chọn mấy cái vít khoanh này. Cái thứ hai nữa là mình phải giải thích sơ bà con, có nghĩa là tùy vào vườn và tùy vào trường hợp. Có những vườn bà con làm 1-2 lần đầu á thì thấy cây mình nó rất là đạt, có nghĩa là mình khoanh nó đậu trái rất là nhiều. Thì cái đó là cũng đúng, bà con nói vẫn đúng, và có những vườn họ đậu rất là sai. Nhưng đó là tùy vào trường hợp, có nghĩa là có những vườn hên, có những vườn đạt và không đạt. Mình nghĩ sẽ không bao giờ chắc chắn và đạt được hiệu quả mãi mãi đối với những cái biện pháp này, đối với cây bơ nha. Còn đối với cây vải hay cây bưởi rồi những cái cây đó bên cây có muối á thì nó lại khác. Còn đối với cây bơ á, thì theo như quan điểm cá nhân của mình á, thì cái lúc khi bà con khoanh xong á thì tất cả cái mạch dẫn nước á sẽ không được dẫn lên trên lá nữa, khiến đó cái lá ngọn á nó sẽ già đi. Nó già rất là nhanh, nó già tới mức mà gần muốn rụng, nói chung là tùy vườn, có vườn là gần muốn rụng ở giai đoạn đó là đơ lá luôn. Thì cái vết khoanh á, theo như quan điểm cá nhân của mình á, thì bà con khoanh tầm khoảng cỡ 1 tháng 10 ngày là những vườn muộn nhất á, đối với bơ bút nha. Còn bơ thường thì liền rất là nhanh, nhưng nay mình nói riêng bơ bút thôi. Thì 1 tháng 10 ngày là muộn nhất là cái vết thương nó sẽ lành lại. Đó là mình đã nghiên cứu về cây bơ bút này rồi, đúng 1 tháng 10 ngày sẽ liền lại. Khi mà liền lại á thì tất nhiên á nước bắt đầu mới vận chuyển lên được ở trên ngọn, thì lại là cái lá kia bắt đầu nó tươi lại. Thì trong 1 tháng 10 ngày đó thì tất nhiên cái lá già nó sẽ già rất là nhanh, và già cái dạng mà gần muốn rũ luôn, nghĩa là gần muốn rụng, không thể nào rụng được nhưng mà gần muốn rụng. Thì lúc đó nước lại vận chuyển lên lại thì cái lá sẽ tươi. Nhưng mà trong cái thời gian tươi đó thì mình nghĩ cái lá sẽ không được tươi lâu nữa, vì dẫn đến cái tình trạng khi đó mình tưới nước vào hoặc là mưa xuống thì hoa nó sẽ nở. Khi mà nở thì buộc cái lá non nó, cái lá già á, chuẩn bị nó muốn rụng rồi, thì bắt buộc cái đọt non phải lú ra. Vì thế nên cái quan điểm mình nói là cái cách này là bà con không nên áp dụng. Vì nếu áp dụng cách này á, thì dẫn đến tình trạng cái vườn chúng ta lá rụng rất là nhanh. Thì nếu với những cây mà sung á, thì có thể nó không rụng lá đó, mà đậu trái rất là nhiều, rất là sai. Nhưng đây là mới ở giai đoạn làm hoa, thì cái trường hợp bà con khoanh á, là nó sẽ thấy hiệu quả trước mắt là đều là đúng hết. Nhưng cái biện pháp sau này á, khi mà phát triển ra phân tầng nè, rồi xả nhụy nè, đậu trái nè, phát đọt nè, thì những giai đoạn sau này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Còn đối với những vườn bà con bây giờ chưa làm hoặc đã làm rồi á, thì một số vườn mình có thể là
cho là đúng đối với những cây sung thì sẽ đậu trái rất là nhiều, nhưng đó là với 1 đến 2 hoặc là 3 năm đầu thôi. Còn những năm về sau á, mình chắc chắn với bà con nếu mà làm biện pháp này nữa sẽ không hiệu quả và không có đạt nữa. Thì cái đó là mình chia sẻ để bà con nghiên cứu về cái phương án này. Còn cái vấn đề thứ hai thì đó là cái về cái mặt tác hại của cái việc mà khoanh vỏ. Mình nói bà con, thứ nhất là ảnh hưởng tất cả vấn đề về sinh trưởng dinh dưỡng của cây, và cái thứ hai nữa là tổn thương mạch dẫn của cây, cây sẽ kém và không được bền và dễ bị nhiễm bệnh. Thì đó là mình nói về cái mặt hại. Thì còn về cái mặt lợi của bà con á, thì một số bà con vẫn nói là có ở nhà có vài cây, tôi cột cái dây kẽm hoặc là bị riết dây phơi đồ hay là chúng ta khoanh đỡ, thì cái cành đó ra hoa rất là nhiều và trái đậu rất là nhiều. Cái trường hợp đó bà con nói là vẫn đúng và sẽ có rất là ít, không phải là bà con lúc nào cũng được. Thì cái đó là tùy vào giai đoạn và tùy vào cái cây của chúng ta, nó chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sinh thực á, nó hay gọi là giai đoạn ngủ nghỉ á, nó ra sẽ đậu được. Còn nếu như á mà bà con làm đồng loạt hoặc làm số lượng rất là nhiều, nếu mà bà con có thể làm không đúng giai đoạn á, thì mình chắc chắn nó sẽ cũng không ra hoa. Vì cái này nó còn phụ thuộc vào thời tiết. Vì bà con kêu là tôi muốn khoanh lúc nào mà ra hoa lúc đó, cái đó mình chắc chắn sẽ không bao giờ được, vì cái này liên quan đến thời tiết nữa. Bà con chỉ khoanh được đúng thời điểm, đúng giai đoạn, thì hầu như bơ búp chúng ta, bà con thường khoanh vào tháng 10 âm lịch hàng năm, khoanh cùng với lượt củ vải luôn, thì nó sẽ tạo hoa tạo nụ giống như cây vải và nở trước Tết được một tháng. Cái đó là mình chia sẻ. Nhưng cách này cũng còn tùy thuộc vào thời tiết, không chắc chắn là bà con sẽ làm đậu được mãi mãi. Vì cái này là mình chia sẻ nên sẽ có rất nhiều ý kiến đối ngược nhau. Thì nên bà con cứ thể tham khảo với clip của mình thôi. Mình không bắt buộc bà con làm, mình không ép bà con làm, hay là mình không nói là cách này nên làm hay làm cách nào. Thì với clip này mình nói trước từ đầu là mình chia sẻ về quan điểm của mình để cho bà con hiểu, để bà con có một cái suy nghĩ và một cái phân vân là chúng ta có nên làm hay không. Thì cái hiện trạng khoanh này á, gần đây thì có rất nhiều bà con làm, nhưng theo quan điểm của mình á, là bà con không nên làm. Vì cái khoanh này đúng là như mình nói trước á, về mặt hại và mặt lợi của nó đều có hai cách đó. Bà con siết đúng là cây sẽ có nụ rất là nhanh như mình nói ở đầu đó. Thì đối với những vườn mà họ làm một hai cây á, thì sẽ ra trái rất là nhiều, rất là sai, có thể là rất là nhiều luôn, không cần dùng biện pháp nào, dùng đến thuốc hay là phân bón thì không thể là đậu. Đó với những cây sung nha. Còn với những cây mà tại sao bà con thấy á, những cây mà bị bệnh, bị suy á, thì lại ra hoa rất là nhiều, đậu trái rất là sai. Nhưng những cây đó là chỉ được một năm thôi, là xong sang năm thứ hai á, là cây đó chết luôn. Đó là nếu bà con không phục hồi, bà con để quá số trái và ép cây quá lâu thì cây sẽ chết. Vàng cây có thể phục hồi rất là lâu và không được bền lại như cây ban đầu. Thì đó là cái vấn đề mình nói bà con. Còn bà con với quan điểm của mình á, với bên trái cây theo mùa lắc, thì mình lại phân tích về cái vấn đề khác. Thay vì bà con khoanh vỏ, xiết vỏ, chặt gốc hay là bóc vỏ thân bơ á, thì thay vào đó thì bà con đối lại cái lượng phân cho mình. Có nghĩa là bất cứ một cái cây nào cũng phải ra lọc non và cũng già lá và cũng tạo nụ và cũng có một giai đoạn ngủ nghỉ để nở hoa. Thì thay vì đó bà con tính cho mình lượng thu hoạch, bà con thu hoạch sớm hoặc là thu hoạch vừa, bà con cho ra đọt lúc nào cho nó đều và hợp lý và cân đối nhất. Thì một năm cây bơ búp chúng ta ra từ 3 đến 4 cây đọt, đó là tùy vào vùng và tùy vào cách chăm sóc của bà con. Vì sau khi thu hoạch xong á, thì mình cũng khuyên bà con đó, những cái cách mà bón phân, ví dụ như là vườn nào yếu quá thì mình bón đạm, vườn nào mà sung quá thì mình chỉ bón lăng và kali và vi lượng. Sau khi bón xong á, thì thời gian ngủ nghỉ tầm khoảng 1 đến 2 tháng thì bà con tiến hành phun cho mình là, khi đó bà con tiến hành phun cho mình là chặn đọt, hãm ngọn. Thì lượng phân bà con bón vào đó, ví dụ lăng, kali hay là vi lượng hay là đạm, thì lúc này cơ đọt nó cũng sẽ già đi. Khi mà già đi bà con tiến hành là phun hãm ngọn, hãm đọt, thì lúc này nó sẽ tạo nụ và ngủ nghỉ tạo nụ. Và bà con nên nhớ là khi cái việc phun chặn đọt này á, thì bà con phải phun sớm để tránh tình trạng có những cơn mưa mà bất chợt á, hoặc là mưa bão bất thường á, bà con không phun trước á, thì dẫn đến tình trạng bơ thừa nước lại bún đọt tiếp thì lại trẻ hoa bà con. Thì nên mình cũng nói bà con là phun chặn đọt để hãm đọt, để đứng lại cái đọt, để cho tránh tình trạng mà đi đọt không kiểm soát và lượng hoa chúng ta nó nở sẽ không đều lọt chọt ở trên cây. Thì đó là với quan điểm của mình. Còn nhiều bà con sẽ nói là tôi dùng biện pháp khoanh chiếc hãm này sẽ đỡ phải tốn thuốc, đỡ phải tốn công, đỡ phải phun, thay vì tôi khoanh này là tới ngày sẽ có nụ và nụ rất là nhiều. Thì cách đó như mình cũng phân tích bà con thì bà con làm vẫn đúng, không sai. Nhưng mà cái việc ảnh hưởng sau này khi xả nhị trái hạt đậu xanh, trái bằng trứng gà trở lên á, và trái lớn sau này á, cây có còn bền được nữa hay không á, thì bà con chưa thấy được, chỉ thấy được ở năm thứ nhất và năm thứ hai bà con làm thôi.
và sau này á, những cái vết thương á, bà con làm cho cây bơ chúng ta nó sẽ phù ra, nó phù y như là một vết sần hay là gọi là vết thẹo của cái cây, thì lúc này cái mạch dẫn nó sẽ kém đi. Thì cái đó là bà con cứ quan sát và cách làm của bà con một số vườn. Thì hiện tại ở tất cả các vùng ở trên Tây Nguyên này, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và Gia Lai á, thì bà con cũng có số nhà vườn đã làm và đã gọi và chia sẻ cho mình. Thì mình đã không có thời gian để giải thích cho bà con về cái hiện tượng này, nên mình sẽ làm cái clip này mà mình quay cho bà con xem về một số vườn, một số cây mình đã thăm và nghiên cứu cho bà con xem, và cách mà khoanh như thế này nó hiệu quả như thế nào. Vì thời gian mình không có nhiều nên mình chỉ quay được clip ngắn, mình không thể quay hết tổng hợp tất cả cái giai đoạn cho bà con xem, từ lúc khoanh, lúc ra nụ, lúc ra hoa là ra trái. Thì nếu có thời gian mình sẽ quay thêm cho con từ lúc khoanh, lúc nở hoa, lúc đậu trái, so sánh với hai cây gần nhau, một cây không khoanh, một cây khoanh, để cho con nhận thấy được cái điều mình nên làm và không nên làm ở giai đoạn này là có cần thiết hay không. Vì thực chất này thì tùy vào cây mà chúng ta làm ở biện pháp này, chứ không phải là cây nào bà con chúng nên làm cái biện pháp khoanh, băm gốc, bóc vỏ và siết thân. Thì cái này bà con cứ tham khảo trên clip. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi, mình sẽ làm tất cả các video ở bên cây bơ bút để con bà con xem. Thì cái vấn đề mình cũng nhắc nhở lại bà con lại là cái vấn đề dinh dưỡng cho cây bơ chúng ta thật là cân đối về tỷ lệ đạm, lăng, kali, vi lượng và có thể là phân chuồng và vi sinh á, cho con bón cho mình cây cân đối. Thì bà con cũng hạn chế cái phần hóa học cho mình một xíu để cho cái quá trình mà thừa phân á, thừa đạm á, hay là thừa một số thành phần nào á, thì dẫn đến cái tình trạng mà sản nhị hay là phát đọt á, thì nó khiến chúng ta phục hồi hay là chăm sóc hay là chuẩn bị phun thuốc thì nó cũng lại khó vấn đề đó. Thì cũng gần tới giai đoạn làm nụ tạo hoa của năm 2019 rồi, thì mình cũng nói tất cả các quan điểm của bên trái cây thơm mùa Lắk cho con xem và tham khảo về vấn đề này. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi ạ.